Như quả là mỗi người đều có thể đủ trở thành càng cường đại. Khi mà bọn hắn một lần nữa lại trên trở thành đoàn đội thời điểm đó, đó mới sẽ là chân chính mạnh mẽ đoàn đội. Nội viện quyết định phá lệ để cho bọn hắn tiến vào, nên đã làm tốt muốn đem bọn hắn cái đoàn đội này bên trong mỗi người đều đào tạo ra thành mới chuẩn bị. Đầu tiên muốn làm, liền chính là nhường tam thập tam thiên sực. Mỗi một sực đều trở lên trên mạnh mẽ huyết trì thí luyện để là một lần kiểm nghiệm. Ý chí lực lượng quá kém nhất định là sẽ tại trong lần luyện tập này bên trong bị đào thải. Ý vị này, bọn hắn lúc trước thông qua tốt nghiệp khảo thí cùng với mặt khác khảo nghiệm thời điểm, quá ỷ lại tập thể, lực lượng cá nhân không đủ để đi theo tập thể tiếp tục đi tới. Chính như đường chiến hoa nói như vậy, cũng không là thăng vào trong nội viện nên là gối cao không lo. Trên thực tế, nội viện cạnh tranh càng thêm kịch liệt, ưu tú người sẽ càng ngày càng ưu tú, mà không ngừng lạc hậu cũng chỉ có thể là ảm đạm rời khỏi đây, cũng là học viện xử lý các nội viện học viên số lượng ít như vậy nguyên nhân. Mỗi một cái thì học viện xử lý các nội viện tốt nghiệp học viên không khỏi là hiện thời liên bang đỉnh cấp nhân tài. Chỉ bất quá đám bọn hắn sẽ không tiếp nhận các thế lực lớn mời chào, chỉ chọn lưu lại học viện xử lý khác hoặc là đường môn. Uông lão sư, trước xem ai? Anh Lạc Hồng lúc này hướng về Uông Thiên Phú hỏi. Uông Thiên Phú nói, trước xem cái bình thường học viên ngẫu nhiên tuyển chọn đi. Vâng, anh Lạc Hồng lúc này đáp ứng một tiếng, ấn động khống chế ra cái nút ngẫu nhiên rút ra. Rất nhanh, một đạo thân ảnh liền xuất hiện ra ở trên màn hình lớn. Đây là một tên nhìn qua có một chút thấp bé gầy yếu học viên, không giống đã qua 18 tuổi người trưởng thành, giống như là chỉ có 14-15 tuổi. Cho dù thân chỉ là chủ nhiệm lớp Tiếu Khải cùng với Đường Chấn Hoa, đều là nhìn kỹ một thoáng mới nhận ra hắn là ai. Đứa nhỏ này tại lớp ở trong lớp đúng là không có nhân vật gì cảm giác, năng lực cũng là vào trong trùng hạ du. Hắn gọi là Đàm Tiểu Đào, võ là Minh Hồng Đào, tại trong lớp ở vào trung hạ du trình độ, lục hoàn nhị tự đấu khải sư. Tiếu Khải hướng về Uông Thiên Vũ báo cáo. Tốt rồi, liền xem biểu hiện của hắn đi. Uông Thiên Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Tiếu Khải lúc này cùng với Đường Chấn Hoa liếc nhau, cũng không khỏi lo vẹt mồ hôi. Trong lớp ưu tú cái kia mười mấy người, ba quát làm nhiệm vụ bọn hắn tiểu đội 7 cái, ba quát đình chắc hàm bằng thiên lương tiểu đội là 3 đám người, cũng tuyệt đối không có Đàm Tiểu Đào. Đứa nhỏ này bình thường rất là điệu thấp, tu luyện giống như cũng không có cố gắng như vậy, dùng nhất thuyết pháp đơn giản tới nói liền là theo đại lưu. Tiêu Khải thật sự có một chút bận tâm, vừa lên trên tớ liền xem sáng này học viên biểu hiện, nếu như hắn biểu hiện ra được không tốt, sẽ cho ở đây nội viện các lão sư lưu lại một ấn tượng xấu. Đối với tam thập tam thiên sực, toàn thể bất lợi, nội viện các lão sư đều không nói gì, tất cả mọi người tầm mắt đều tập trung vào Đàm Tiểu Đào trên thân. Đàm Tiểu Đào lúc này chính mình đang hành chính đi tại trong một đầu bể rộng chừng 3 mét, lại rằng dấp không nhìn thấy phần cuối trên hành lang. Hành lang đằng trước đèn như mực, hai bên vách tường mang theo màu đỏ sậm ánh sáng. Hắn một bên cẩn thận từng ly từng tí một đi về phía trước, một bên nhìn hai bên một chút, rón rén giống như là sợ dẫm lên trên cái gì. Hắn thậm chí liền võ hồn đều không có phóng xuất ra, duy nhất nhường các lão sư cảm thấy có một chút hiếu kỳ, chỉ là đứa nhỏ này trên mặt vậy mà thủy chung treo nụ cười, hơn nữa còn là loại kia mang theo hưng phấn nụ cười. Đường Chấn Hoa nghĩ, đứa nhỏ này có phải hay không là còn không có theo tốt nghiệp khảo thí quá quan sau hưng phấn trạng thái bên trong khôi phục lại. Hắn tại dạy học quá trình bên trong, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có bất công, ít nhất thì ở trong lòng là có chỗ bất công. Học viện ưu tú tất nhiên sẽ đạt được càng nhiều nữa quan tâm. Dựa theo Đường Chiến Hòa trí nhớ, Đàm Tiểu Đào đứa nhỏ này tại trong tinh chiến phương diện năng lực, tại trong toàn lớp vào đệ nhị tiền đến người thứ ba, đếm ngược cũng chính là hạng chót trình độ. Nếu để cho hắn đánh giá, Đàm Tiểu Đào đã khẳng định không có tư cách tiến nhập nội viện. Đúng vào lúc này, một vệt bóng đen lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Đàm Tiểu Đào phía sau. Vị trí này lúc tốt chính là Đàm Tiểu Đào tầm mắt điểm mù, lại thêm bóng đen kia lợi dụng hắc ám khu vực tới che lấp chính mình. Đàm Tiểu Đào giống như căn bản cũng không có phát hiện ra đối phương. Đạo hắc ảnh kia động, tốc độ nhanh vô cùng giống như là quỷ mị hướng Đàm Tiểu Đào đánh tới. Mà lúc này đây, Đàm Tiểu Đào đang hướng về phía trước thò đầu ra nhìn, đối với sau lưng công kích giống như là một điểm giám sát cảm giác để không có không ít nội viện lão sư nhìn đến đây, không khỏi là nhíu chặt lông mày. Tính cảm giác quá kém, cái này đều là còn chưa tới khảo nghiệm ý chí lực lượng thời điểm, đứa nhỏ này sẽ không ở trong tiền địch nhân thứ nhất trong tay liền ngã xuống chứ. Mắt thấy bóng đen kia liền là muốn bổ nhào vào Đàm Tiểu Đào trên người thời điểm đó. Đàm Tiểu Đào lúc này đột nhiên động tác của hắn lúc này biến độ rất là nhỏ, cảm giác liền là vai phải hướng về sau lưng thẳng đứng một thoáng giống nhau.
Đạo hồng quang giống như tia chớp bay qua, chỉ nghe phốc một tiếng vang nhỏ, đạo hắc ảnh kia liền ngã xuống. Đàm Tiểu Đào quay đầu nhìn một chút, rơi trên mặt đất hắc ảnh, đó là một cái sắc mặt tái nhợt nam tử, ăn mặc thân áo đen Đàm Tiểu Đào, lúc này ngồi xổm dưới người, trên mặt không chỉ là nụ cười không có yếu bớt, ngược lại nhiều hơn ra mấy phần vẻ kinh ngạc. Đấu La thế giới thật sự có đủ chân thực, có ý tứ. Hắn dĩ nhiên không biết, âm thanh của mình các lão sư đều nghe được. Giờ này khắc này, nguyên bản còn cao mày nội viện các lão sư đều mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đứa nhỏ này vừa mới cái kia một thoáng quả thực là lại lưu loát, có điều giống như cũng không có nắm hồn hoàn phóng thích ra, liền giải quyết kẻ địch. Mặc dù cái này, loại tập kích kẻ địch chỉ có tứ hoàn tả hữu thu vi, nhưng cái này giải quyết đến cũng là quá lợi hại rơi xuống. Mà lại, hắn giống như đối với kẻ địch cảm thấy rất hứng thú, lúc này đang nghiêm túc quan sát. Uông Thiên Vũ nhịn không được nhìn Tiếu Khải liếc mắt, Tiếu Khải khóe miệng giật một cái, đây không phải tá giáo. Hắn đột nhiên phát hiện ra, chính mình đối với học sinh của mình thế mà không có hiểu như vậy. Anh Lạc Hồng cười khổ rồi nói, lão sư ta thật sự chính là ngẫu nhiên là rút ra. Tiếp tục xem, Uông Thiên Vũ lúc này thản nhiên nói, hắn đối với lớp thực nghiệm tinh chiến cũng vẫn là hiểu rất rõ, cũng biết rằng tại những cái học viện yếu tố bên trong, tuyệt đối không có trước mặt cái này một vị. Đàm Tiểu Đào vuốt vuốt trong chốc lát thi thể trên đất, nắm vết máu bên trên tay lại thi thể kia ở trên quần áo cọ sát, lúc này mới đứng người lên trên, ở trong miệng thì thào nói, nơi này tốt, nơi này ta thích, học viện làm sao là không sớm một chút cởi mở. Vừa nói hắn không nữa hướng ra lúc trước như thế nào thử thăm dò tiến lên, mà là đột nhiên tăng tốc độ về phía trước, chạy bộ tiến lên. Hắn vọt tới trước tốc độ trung đẳng, phù hợp với lục hoàn hồn đế tốc độ, đường hành lang bên trong, lần lượt từng bóng người từ trong bóng tối lặng yên chui ra. Bởi vì hắn tốc độ đi tới rất nhanh, trong lúc nhất thời, chung quanh lập tức là đều là có thân ảnh hướng hắn đánh tới. Ha ha ha, Đàm Tiểu Đào tiếng cười vang lên, sau một khắc, ở trong bóng tối giống như là nở rộ ra một đóa hoa hồng máu, từng đạo huyết sắc đào đang nở rộ mà ra, cái kia từng đạo phóng tới hắc ám ảnh, lập tức là bị dồn dập nhất đào lưỡng đoạn, mà lại đều chính là phi thường, đều là từ đỉnh đầu bị chém ra, vô số cỗ một phần thành hai thi thể ngã rơi xuống đất, mặt đất cơ hồ là trong nháy mắt đó, liền bị máu tươi nhiễm đỏ. Ao, ao, ao. Đàm Tiểu Đào trong miệng phát ra âm thanh cổ quái, giống như là tai những cái kia ngã xuống thi thể phối âm ra, chính mình thì là hoạt bát tiếp tục hướng bên trong chạy đi. Đứa nhỏ này trước kia nếu như là chưa từng giết người, ta nắm đầu vặn xuống tới làm cầu để đá. Cái này giết người cũng quá trôi chảy, một tên nội viện lão sư nhịn không được nói ra. Đứng ở bên cạnh hắn, một tên vẻ mặt có một chút tái nhợt nữ lão sư cười ha hả mà nói, có chút ý tứ, huyết đào nhất mạch. Đứa nhỏ này là tại huyết đào nhất mạch đoán chừng cũng đủ hiếm thấy, cho nên mới có thể thi vào trong chúng ta học viện. Huyết đào, Uông Thiên Vũ hướng nàng nhìn lại. Nữ lão sư kia gật đầu, vâng, theo đào pham kia đến xem, Minh Hồng đào, ngay khả năng không có ấn tượng gì, nhưng nó huyết đào Minh Hồng, đoán chừng ngày liền nghĩ tới. Uông Thiên Vũ ánh mắt nhất động, chém thế sản vạn ác, đồ thế sản bất bình, huyết đào Minh Hồng, đám kia cực đoàn giá hỏa. Đúng vậy, chính là hắn, cái kia là một đám có một chuyên cổ chấp phong tử, nhưng sơ viết hoạt động phiêu phốt, liên bang cũng bắt bọn hắn không có biện pháp gì, sau này nghe nó là đi thiên đường tinh, tại thiên đường tinh có cũng là giết phong sinh thủy khởi, sau này bị thiên đường tinh các thế lực lớn truy sát, cũng không có cái gì âm thanh, không nghĩ tới lại có truyền nhân ra hào nhập học viện chúng ta. Uông Thiên Vũ nhìn nhíu mày, Đàm Tiểu Đào ghi chép như thế nào? Ghi chép như thường, tất cả tâm tính sát hạch này đều rất bình thường, có một chút ghét ác là như kiêu. Anh Lạc Hồng lúc này cũng sớm đã đem Đàm Tiểu Đào ghi chép diễn ra tới. Nếu chính là huyết đào nhất mạch cũng không cần phải nhìn, đối với một cái đi, huyết đào nhất mạch có thể sợ giết người sao? Uông Thiên Vũ không khỏi có một chút bật cười, hắn cũng không gạt bỏ huyết đào Minh Hồng. Huyết đào đám người này chỉ là giết ác nhân, dĩ nhiên, thiên ác là chính bọn hắn đánh giá, cho nên mới bị liên bang chỗ không dung. Học viên sử lai khác luôn luôn chỉ lấy quái vật, có một chút cực đoan cùng với không bình thường, chỉ cần tâm tính không có vấn đề, vẫn là có thể dễ dàng tha thứ. Nếu như Đàm Tiểu Đào có vấn đề, đi qua 6 năm ngoại viện học tập đã sớm biểu hiện ra. Anh Lạc Hồng lần nữa đè xuống ngẫu nhiên lựa chọn, hào quang lóe lên trên, hình thành hoán đổi. Leng keng, kim loại giao minh âm thanh vang lên,
từng đạo hào quang màu vàng sậm ở trong hành lang bay lượn, máu me tung tóe, khối thịt rơi xuống mặt đất, đúng vậy liền là khối thịt, bởi vì làm căn bản cũng không có hoàn chỉnh thi thể. Đó là một cái tiểu nữ hài nhi, nhìn qua gầy gò nhỏ nhỏ, tay trái bình thân tại trước người, vững vàng nâng ra một tấm ám kim sắc đánh nhau, tay phải là tại trong đàn tranh bên trên búng ra, từng đạo ám kim sắc đào ánh sáng cứ như vậy mà theo đàn tranh bên trên bắn ra, một bên đánh lấy, nàng một bên là đi về phía trước, mà lại, nàng vẫn là hoạt bát cái kia chủng loại, trong miệng còn hát nhạc thiếu nhi. Lạp 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 đến trường về nhà, âm thanh thanh thúy dễ nghe.